Đoàn Như Hải là một nhà chính trị tài ba được vua Trần Anh Tông rất tin dùng. Theo sử sách chép lại, ngay từ thời còn trẻ, ông đã lên kinh thành Thăng Long cho học. Trong một lần tình cờ, Đoàn Như Hải được gặp vua Trần Anh Tông và cuộc hội ngộ ấy đã làm thay đổi cả cuộc đời ông. Chỉ vì mải uống rượu mà trẫm đã phạm sai lầm lớn rồi. Cơn say đêm qua đã khiến Thượng Hoàng giận như vậy. Trẫm biết phải làm sao đây. Bây giờ triều đình đang bàn tán loạn cả lên. Nói Thượng Hoàng thế nào cũng sẽ chuốt ngôi báu của trẫm. Bệ hạ, hay là người hãy viết một bài biểu dâng lên bệ hạ để tạ tội hả? Người không thấy bây giờ trẫm đang rối trí sao? Trẫm không thể nghĩ được gì nữa. Sao có thể ngồi viết biểu tạ lỗi được? Bệ hạ, chúng ta đã tới chùa Tư Phúc rồi. Nho sinh kia là ai vậy? Này người học trò, bệ hạ đang hỏi người đấy. Thảo dân khấu kiến bệ hạ. Ngươi tên gì? Sao lại ở đây? Bẩm bệ hạ, thảo dân là Đoàn Nhữ Hài. Thảo dân học ở đây, không biết bệ hạ nghênh giá, xin bệ hạ tha tội. Chùa Tư Phúc có phong cảnh tĩnh mịch, quả rất thích hợp để vãn cảnh, nghiên cứu thi thơ. Chẳng trách ngươi đọc sách ở đây mà quên cả đất trời. Chỉ tiếc là trẫm lại đang buồn phiền, không còn tâm trạng để nói chuyện văn thơ. Chẳng hay bệ hạ đang lo lắng chuyện gì ạ? Đêm qua trẫm mải uống rượu mà bê trễ công việc. Thượng Hoàng biết được nên rất giận. Lần này e rằng người khó mà tha thứ cho trẫm. Bệ hạ, người thực sự rất thích uống rượu sao ạ? Rượu là thức uống rất ngon và thi vị. Có kẻ nào lại không thích uống? Dạ đúng, nhưng rượu cũng có thể làm hại sức khỏe, làm rối loạn hành vi. Xưa kia ở phương Bắc, có tướng Trương Phi. Trong một lần say rượu, Trương Phi đã không làm chủ được bản thân mà đánh đập quân sĩ, để đến nỗi bị hai tướng dưới trướng cắt đầu, rồi mang sang xin hàng địch. Thật đáng tiếc cho một đấng anh hùng. Trẫm hiểu, Trương Phi thân mang trọng trách lớn trên vai, vậy mà lại bỏ mạng vì men rượu, từ đó mà hủy hoại cả một cơ đồ. Sự việc lần này cũng dạy cho trẫm một bài học rồi, là trẫm bất hiếu nên mới làm Thượng Hoàng phiền lòng đến vậy. Thần nghĩ bệ hạ đã chân thành sám hối như vậy, ắt Thượng Hoàng sẽ lay động mà khoan thứ cho bệ hạ. Bây giờ trẫm muốn về tạ tội, nhưng đi tay không thì không dám. Nay gặp người ở đây ắt là có duyên. Người là học trò, lại hiểu chuyện sử sách, biết phân biệt đúng sai phải trái như vậy. Người hãy làm một bài biểu tạ tội để trẫm dâng lên Thượng Hoàng, xin người tha tội. Bệ hạ, nếu người tin vào tài cán của Nhữ Hài, Nhữ Hài nhất định sẽ làm được. Đoàn Như Hài vâng lệnh vua, trong phút chốc đã giúp vua soạn xong tờ biểu tạ tội. Trần Anh Tông lấy thuyền xuôi đến Thiên Trường cho Như Hài theo mình. Đoàn Như Hài sẽ giúp Trần Anh Tông tạ tội với Thượng Hoàng Trần Nhân Tông như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tập phim tiếp theo. Đoàn Như Hài là một trong những cận thần đắc lực bên cạnh vua Trần Anh Tông. Sự thông tuệ và tài năng văn chương của Đoàn Như Hài được thể hiện rất rõ trong câu chuyện ông giúp vua Trần Anh Tông dâng biểu lên Thượng Hoàng Trần Nhân Tông, giúp vua thoát khỏi cơn thịnh nộ của Thái Thượng Hoàng. Ta đã nói với ngươi rồi, Thượng Hoàng vẫn đang rất giận, ngươi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào. Ngươi về đi, ngày mai Thượng Hoàng triệu tập bệ hạ và bách quan văn võ, tất cả sẽ được biết quyết định của ngươi. Nhữ Hài vâng mệnh vua, chưa hoàn thành việc bệ hạ giao, nhất quyết sẽ không rời khỏi đây. Người dâng biểu quỳ trong sân vẫn còn ở đó sao? Dạ đúng ạ. Người hãy ra lấy biểu hắn dâng mang vào cho trẫm. Dạ. Dạ thưa Thái Thượng Hoàng, đây là tờ biểu bệ hạ dâng lên Thái Thượng Hoàng ạ. Viết khá lắm, truyền cho bệ hạ đến gặp trẫm. Dạ.
Phụ hoàng, nhi thần đã biết tội. Trẫm đang sống mà ngươi còn như thế, huống chi sau này. Xin phụ hoàng tha tội cho nhi thần. Con xin hứa, sau này sẽ thay đổi bản thân, chuyên tâm trị vì đất nước, trở thành một vị minh quân. Xin phụ hoàng hãy tha tội cho con. Tờ biểu này là ai soạn cho ngươi? Dạ, đó là nho sinh Đoàn Nhữ Hải đây ạ. Đoàn Nhữ Hải còn trẻ, chỉ là một nho sinh mà có suy nghĩ rất sâu sắc. Bài biểu ngươi soạn rất hợp lòng trẫm, khiến trẫm rất cảm động. Đa tạ Thái Thượng Hoàng, xin Thượng Hoàng hãy tha thứ cho bệ hạ. Trẫm cảnh báo trước, đây là lần cuối trẫm cho bệ hạ cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Bệ hạ nên nhớ, trẫm còn có con khác, huynh đệ của bệ hạ cũng có thể nối ngôi được, chớ có càn rỡ làm phiền lòng bách quan và trăm họ. Nhi thần đội ơn phụ hoàng. Truyền chỉ của trẫm cho trăm quan và bệ hạ được trở về triều, tất cả hoạt động triều chính về như cũ. Sau khi được Thái Thượng Hoàng tha tội, Trần Thánh Tông từ phủ Thiên Trường trở về Thăng Long, phong cho Đoàn Nhữ Hải chức ngự sử trung cán. Với tài năng của mình, Đoàn Nhữ Hải đã hoàn thành xuất sắc những trọng trách mà vương triều giao phó, trở thành cận thần đắc lực phó giúp Trần Thánh Tông trong công việc nội trị và ngoại giao. Năm 1293, Trần Nhân Tông nhường ngôi cho vua Trần Thánh Tông lên làm Thái Thượng Hoàng. Năm 1295, ông chính thức xuất gia đi tu ở hành cung Vũ Lâm. Từ đây, Trần Nhân Tông chuyên tâm vào nghiên cứu Phật giáo và góp công lớn vào việc sáng lập ra một dòng thiền mới trong văn hóa Đại Việt, thiền phái Trúc Lâm. Tháng 6 năm Mất Mùi 1295 mùa hạ, Thượng Hoàng Trần Nhân Tông từ Ai Lao trở về rồi xuất gia ở hành cung Vũ Lâm thuộc Ninh Bình ngày nay. Phụ hoàng. A Di Đà Phật. Con biết phụ hoàng một lòng hướng Phật, nhưng người có thể ở lại hành cung để tu tập như các bậc tổ phụ đâu nhất thiết phải xuất gia. Khi làm hoàng đế, ta gánh vác cơ nghiệp của tổ tiên để lại, chỉ có thể dùng sức mình giúp ích cho muôn dân trăm họ. Nhưng khi theo Phật pháp, ta mới thực sự tận dụng hết khả năng của mình để cống hiến, cảm hóa chúng sinh, từ đó mà tạo phúc cho bách tính. Dạ, con biết người có duyên lớn với Phật tổ, ước muốn cả đời là được chuyên tâm với Phật pháp. Nhưng việc triều chính còn nhiều bề bộn, con mong được phụ hoàng chỉ dạy thêm. Ta sẽ còn ở lại Thiên Trường thêm một thời gian, chờ tới khi bệ hạ thực sự gánh vác được giang sơn, ta sẽ lên núi Yên Tử để tu thiền. Núi Yên Tử? Người muốn lên một nơi hoang vu như Đại Ngàn Yên Tử, một mình sống khổ hành ở đó ư? Núi rừng Yên Tử cách biệt với phàm trần, là nơi ghi dấu chân của các bậc tổ phụ họ Trần. Ta cũng muốn tới đó tìm đường bước vào chân tu, sau đó sẽ đi khắp nước Đại Việt để thuyết pháp. Như vậy chẳng phải là quá cực nhọc? Phụ hoàng đã có tuổi, sao có thể sống khổ hạnh như vậy được? Vui buồn sướng khổ đều tại tâm, chứ không ở những thứ ngoại thân. Giờ ta đã là một đệ tử của Phật tổ, ta có trọng trách đưa giáo lý nhà Phật trở thành điểm tựa để xây dựng đạo đức xã hội. Việc theo đuổi Phật pháp đã trở thành niềm vui, còn chớ lo lắng cho ta. Tuy thời gian và sức lực trong đời đều là thứ có hạn, nhưng chỉ cần nhất tâm, nhất ý với những gì mình theo đuổi thì không việc gì là không làm được. Tháng 8 năm Kỷ Hợi 1299, Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông từ phủ Thiên Trường lại xuất gia vào núi Yên Tử tu hành khổ hạnh. Sau khi chuyển ngôi cho vua Trần Anh Tông, trong suốt 15 năm, Thượng Hoàng Trần Nhân Tông đã một lòng tu hành hướng Phật. Ông chính là người đóng vai trò to lớn trong việc sáng lập nên thiền phái Trúc Lâm, một phái thiền để lại dấu ấn đặc sắc trong lịch sử tư tưởng và Phật giáo Đại Việt. Năm 1299,
Thượng Hoàng Trần Nhân Tông và núi Yên Tử xuất gia tu hành khổ hạnh, lấy pháp hiệu là Đầu Đà Giác Hoàng Điều Ngự. Ông chính là người khai sáng thiền phái Trúc Lâm, một thiền phái có tư tưởng nhập thế cao và mang tinh thần dân tộc sâu sắc, thể hiện trí tuệ bản lĩnh Đại Việt. Cố lên nào, lâu rồi phụ hoàng mới trở về chùa Hoa Yên. Muội sắp được gặp phụ hoàng rồi. Trong suốt thời gian qua, phụ hoàng đã đi nhiều nơi, tới nhiều chùa chiền để thuyết pháp, giáo hóa độ sinh cho dân chúng, có đúng không hả? Đúng vậy, ta nghe lần này phụ hoàng trở về Yên Tử là vì có chuyện quan trọng. Người đã mời các vị thiền khách tới chùa Hoa Yên để cùng đưa ra ý kiến về việc thống nhất các thiền phái Phật giáo, để Đại Việt có một dòng thiền riêng. Muội vẫn chưa hiểu. Gặp phụ hoàng rồi muội sẽ hiểu thôi. Nào, cố lên, sắp tới nơi rồi. Ở Đại Việt bây giờ có ba dòng thiền từ các nước du nhập và tồn tại trong đời sống nhân dân, đó là các dòng thiền của Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vua Ngôn Thông, Thảo Đường. Mỗi dòng thiền đều có những nét riêng chúng ta nên kế thừa để phát triển hệ thống giáo lý và lễ nghi thiền Đại Việt. Đúng vậy, Phật giáo tuy không phân biệt ranh giới các quốc gia, nhưng mỗi dân tộc sẽ có nếp sinh hoạt, nếp suy nghĩ riêng. Vậy nên khi truyền vào mỗi nước, Phật giáo cũng phải có sự điều chỉnh để hòa nhập vào mỗi dân tộc. Phát triển lên một tư tưởng mới cũng là cách chúng ta để lại cho đời sau những di sản tinh thần của một dân tộc Đại Việt độc lập. Đúng vậy, chúng ta sẽ xây dựng một thiền phái riêng của Đại Việt. Đó phải là một thiền phái gần gũi với đời sống của nhân dân, đề cao khoan hòa, có tính nhập thế để đưa Phật giáo trở thành điểm tựa của đất nước. Hoàng huynh, phụ hoàng nói về tính nhập thế, muội vẫn chưa hiểu. Phụ hoàng tuy là một thiền sư, nhưng người chưa bao giờ rời xa bổn phận của một bậc quân vương. Vâng, ngay cả khi xuất gia, người vẫn luôn trăn trở trước những công việc của đất nước, vẫn dìu dắt, chăm lo cho trăm họ, bảo vệ giang sơn, chứ không hề tách rời cuộc sống đời thường. Đúng, đó là tinh thần nhập thế của phụ hoàng. Nếu ai ai cũng như phụ hoàng, có thể coi đạo và đời là một, biết sống khoan hòa theo lời dạy của Đức Phật, nhưng vẫn tự chủ, độc lập, thì không chỉ bản thân họ có thể sống an lạc, hạnh phúc, mà đất nước cũng phát triển tốt đẹp. Ra là thế, muội hiểu rồi, Hoàng huynh. Với những đóng góp của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Phật giáo Việt Nam từ đây đã có thiền phái riêng, nền tảng triết lý riêng, hòa với dòng chảy của văn hóa tín ngưỡng dân tộc. Tư tưởng triết học Trần Nhân Tông đã trở thành nền tảng tư tưởng đạo đức của thời đại triều Trần và để lại dấu ấn đặc sắc trong lịch sử tư tưởng Việt Nam. Đoàn Như Hải sinh năm 1280, mất năm 1335, là một danh thần thời Trần. Xuất thân ở tầng lớp bình dân, ông là người hiếm hoi được vua Trần bổ nhiệm làm quan mà không thông qua thi cử. Với năng lực ngoại giao xuất chúng, trong suốt cuộc đời làm quan của mình, ông tạo dựng được những bước tiến mới trong quan hệ giữa Đại Việt và Chiêm Thành. Dạ, thưa thầy, có ngự sử trung tán Đoàn Nhữ Hài xin gặp thầy. Ngài ấy sợ làm ảnh hưởng đến giờ tu tập của thầy nên đã đợi thầy cả buổi rồi ạ. Khấu kiến Thái Thượng Hoàng. Quan ngự sử trung tán đến đây gặp ta ắt là bởi việc đi sứ Chiêm Thành sắp tới. Dạ đúng vậy thưa Thái Thượng Hoàng. Thần còn trẻ, xuất thân bình dân, lại là lần đầu tiên được cử đi sứ nên rất lo lắng. Ta biết khanh còn trẻ tuổi mà làm đến chức ngự sử trung tán, trong triều có nhiều lời đàm tiếu, nhưng ta đánh giá một con người là dựa vào năng lực của họ, chứ không chỉ nhìn vào tuổi tác. Quan ngự sử là người tài giỏi, xứng đáng để bệ hạ tin dùng. Thần tạ ơn Thái Thượng Hoàng đã động viên, khuyên bảo. Về Chiêm Thành, đây chỉ là nước nhỏ, tuy đã thuần phục nhưng thực ra chưa chịu nội phụ nước ta. Bệ hạ đã chọn khanh đảm đương công việc to lớn,
Khanh hãy khẳng định năng lực bản thân, ứng xử sao cho khôn khéo để bệ hạ an lòng và để quan lại trong triều nể trọng. Họ sẽ không vì Khanh còn trẻ tuổi mà coi thường dị nghị nữa. Nhữ Hải xin lĩnh ý. Lát nữa, ta buộc phải quỳ trước vua Chiêm Thành sao? Dạ phải, đại nhân. Đây là quy định bắt buộc. Trước nay các sứ thần Đại Việt đều phải quỳ trước vua Chiêm trước khi đọc chiếu. Đại nhân không theo lệ cũ, e rằng triều đình Chiêm Thành sẽ phật ý à? Ta đã có cách. Thưa Đức Vua, từ khi thần vâng mệnh triều đình đem thiên chiếu sang đây, đã lâu không được chiêm vọng vua Đại Việt, nay mở chiếu thư ra, thực như trông thấy dung nhan đức độ của thiên tử. Thần phải lạy chiếu thư đã, rồi mới tuyên đọc sau. Sứ thần Đại Việt quỳ lạy trước mặt ta, nhưng trên danh nghĩa là đang quỳ trước chiếu thư của vua Đại Việt. Việc này cũng có chút không ổn, nhưng xét về lý lại là thuận. Thôi thì ta cũng không nên câu nệ mà bắt bẻ hắn nữa, dù sao cũng nên tránh là mất mặt cả hai bên. Với hành động của mình, Đoàn Như Hải đã khẳng định được vị thế của Đại Việt trong quan hệ ngoại giao với Chiêm Thành. Cũng bắt đầu từ chuyến đi này của ông, sứ thần Đại Việt sang Chiêm Thành không cần lạy vua Chiêm nữa. Nhờ tài năng, sự thông minh của mình, tháng 10 năm 1303, ông được thăng chức tham tri chính sự. Tháng 8 năm Canh Tý 1300, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn lâm trọng bệnh. Trước khi qua đời, vua Trần Nhân Tông đã đến hỏi ông về thượng sách giữ nước. Hưng Đạo Vương đã dựa vào kinh nghiệm của bản thân, của quốc gia Đại Việt, tổng kết nên những kế sách để giữ độc lập muôn đời cho dân tộc. Quốc công thấy trong người thế nào? Quốc công uy phong một đời, xưa nay đều giữ bản lĩnh vững vàng. Dẫu có nằm trên giường bệnh thì thần sắc vẫn không thay đổi. Bao nhiêu năm đánh Nam dẹp Bắc, vậy là cũng có ngày thần phải chịu thua trước tuổi già. Có lẽ cũng sắp đến lúc được theo chân các vị tổ phụ rồi. Sinh lão bệnh tử là lẽ thường ở đời. Ngay cả trẫm tuổi cũng đã cao rồi, rồi cũng có ngày về chầu bên tiên đế. Có điều bệ hạ lên ngôi ở tuổi còn trẻ, nếu có sự không lành xảy ra mà quân Nguyên lại sang xâm lấn thì chống cự bằng cách gì? Ngày trước Triệu Vũ dựng nước, vua nhà Hán sai quân sang đánh. Bấy giờ dân thì phá hết hoa màu ở đồng nội, còn đoàn binh thì đánh úp phía sau. Đó là một thời. Đến thời nhà Đinh, nhà Lê thì dùng người hiền tài đắp thành bình lỗ mà phá được quân Tống. Đó lại cũng là một thời. Nhà Lý dựng cơ nghiệp, người nhà Tống sang xâm lấn. Lúc ấy, dùng tướng Lý Thường Kiệt nhiều phen đánh đến tận Mai Lĩnh. Ấy là có thế lực mạnh. Vừa rồi, tòa đô Ô Mã Nhi bốn mặt đánh bao vây. Lúc ấy, vua tôi đồng lòng. Cả nước góp sức nên giặc phải chịu thua. Đấy là lòng trời xui khiến. Với kẻ địch mạnh như quân Nguyên, ta phải đối đầu như thế nào? Nắm bắt binh pháp phải uyển chuyển như nước. Quân giặc mạnh nên thường cậy vào trường trận. Lúc đó ta phải biết đem đoàn binh chống trường trận. Nhưng cũng cần cân nhắc cho kỹ. Nếu quân giặc tràn sang như gió, như lửa thì có thể chống cự được. Còn nếu giặc dùng cách chiếm cứ dần như tầm ăn dâu, không vơ vét của dân, không mong đánh được ngay, thì mình phải dùng tướng giỏi xem xét tình hình để tùy cơ mà ứng biến cho đúng. Đúng như lời quốc công, đối với kẻ địch bạo tàn, binh đông tướng mạnh như quân Nguyên, ta là nước nhỏ thì phải biết dùng nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều. Đúng vậy, nhưng trên tất cả, thượng sách hàng đầu là triều đình phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc. Khoan sức dân nghĩa là phải chăm lo đến đời sống của dân, coi dân là gốc. Đó là thượng sách giữ nước vậy. Tháng 8 năm Canh Tý 1300,
tiết chế thống lĩnh chư quân Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn qua đời, được biết đến là vị anh hùng kiệt xuất. Hình ảnh của ông chính là biểu tượng sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, giành độc lập cho dân tộc. Những giá trị sâu sắc mà ông để lại trong tư tưởng trị nước và nghệ thuật quân sự độc đáo của dân tộc sẽ còn mãi về sau. Mùa đông tháng 10 năm Tân Sửu 1301, vua Trần Anh Tông cho định lệ lại quy chế phẩm phục của quan văn và quan võ. Đây được coi là lần thay đổi quy mô lớn mang tính chuẩn hóa về trang phục trong cung đình nhà Trần. Bẩm bệ hạ, theo thể lệ trước đây, quan văn đội khăn màu thâm kiểu chữ đinh, quan triều trực trong cung điện đội khăn thanh toàn hoa. Đến nay, bệ hạ đã hạ lệnh chế thứ khăn kiểu mới cho quan võ đội để có phân biệt. Chúng thần đã có bản phác thảo ạ. Bẩm bệ hạ, theo ý kiến của hạ quan, triều đình vẫn để các quan đều đội khăn chữ đinh thì hơn. Sau đó đội thêm hộ cân màu tía pha màu biếc. Đối với tước vương tước hầu, người nào tóc dài đội khăn triều thiên, người nào tóc ngắn đội bao cân. Trông kiểu quấn khăn mới khá hợp nhãn quan của trẫm. Tuy nhiên, lời khanh nói không phải không có lý. Các khanh hãy tham khảo ý kiến của bách quan. Nếu có điểm bất hợp lý, gây bất tiện thì phải chỉnh sửa thêm. Bệ hạ, còn đây là bản vẽ mẫu áo mới. Tay áo của các quan văn võ rộng 9 tấc đến 1 thước 2 tấc. Tuyệt đối không có mẫu áo ngắn từ 8 tấc trở xuống. Áo xiêm các quan văn võ cũng đã lấy kích thước làm chuẩn. Tốt lắm. Quan văn quan võ từ nay sẽ không mặc thứ áo phủ phía trước nữa. Còn đây, trang phục của quan chầu trực trong cung điện. Các khanh hãy nghiên cứu lại xem sao. Dạ vâng, chúng thần sẽ xem xét lại việc này thật kỹ lưỡng. Phẩm phục của bách quan cũng là bộ mặt của triều đình. Các khanh phải xác định đây là việc quan trọng, phải làm thật cẩn thận. Tất cả trang phục của bách quan, xét về tổng thể lẫn chi tiết đều phải đẹp và trang trọng. Dạ bẩm bệ hạ. Chỉ cần thống nhất xong mẫu vẽ, chúng thần sẽ cho may phẩm phục ngay. Hiện nay, việc chọn lọc nguồn vải đang được thực hiện rất cẩn thận. Những thợ may giỏi nhất nước đều đã được gọi tới. Ngay cả thợ dệt hay thợ kim hoàn lành nghề nhất cũng đã sẵn sàng cho công việc sắp tới ạ. Lần này, trẫm cho định lệ lại áo mũ quan văn võ với quy mô lớn là muốn trang phục trong cung đình được đồng bộ và chuẩn mực hơn. Các khanh hãy cố gắng đôn đốc công việc để bách quan sớm có phẩm phục mới. Chúng thần tuân mệnh. Hoàng vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trẫm miễn lễ. Tạ ơn hoàng thượng. Hôm nay được trông thấy các quan mặc phẩm phục mới, ai cũng có vẻ trang trọng, uy nghi, mực thước. Trẫm rất vui. Sự thay đổi trong quy chế phẩm phục của quan văn và quan võ dưới thời vua Trần Anh Tông đã có ảnh hưởng và mang tính định chế cho các vương triều tiếp sau. Qua đó cũng khẳng định vị thế và sự phát triển của vương triều.